Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước á, thì thầy đã giải xong cho em là cái bài số 6 và bài số 7 trắc nghiệm, nhưng mà thầy đã làm theo kiểu tự luận để mà cho các em hiểu tại sao mà chúng ta lại chọn được đáp án A ở bài số 6 là hai nghiệm và bài số 7 là hai nghiệm, đúng không? Giải rất là dài. Nghĩa là nếu như cái bài này không phải là trắc nghiệm mà là tự luận thì các em sẽ trình bày là như thế, được chưa? Đó, như vậy thì bây giờ trong clip hôm nay thầy cũng sẽ quay cho em đầu từ bài số 8 nha. Bài số 8 từ thế nào? Trong quá trình học thì các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé. Ok, ta có bài số 8. Nghiệm dương. Dương nghĩa là gì? Lớn hơn không, gọi là dương ha. Nhỏ nhất của phương trình sin x cộng sin 2x. Để thầy ghi cái phương trình này bằng cos x cộng 2 cos bình phương x là bao nhiêu. Thì bây giờ các em giải ra thì em chọn được đó nè, chứ bây giờ mà không giải thì sao mà chọn được, đúng không em? Ok rồi, như vậy thì để giải cái phương trình này thì các bước làm như sau này để chúng ta tìm cái nghiệm dương nhỏ nhất nha các em nha. Ok, như vậy thì ở đây các em có này, ta sẽ biến đổi này, thấy sin 2x không ạ? Sin 2x thì chúng ta có công thức là sin 2x thì bằng 2 sin x cos x. Như vậy các em sẽ thế vào cái chỗ này nha. Như vậy chúng ta tương đương là sin x cộng 2 sin x cos x. Ở đây cos x cộng 2 cos x bình phương x. Mục đích ở bên đây là thầy sẽ đặt cos x ra chung đó các em. Thầy tương đương tiếp, nhưng mà thầy sẽ đặt ở bên đây là sin x, thầy đặt ra chung. Khi thầy đặt chung thì chỗ đây là còn số mấy? Không phải là còn số 0 đâu, mà sẽ còn là số 1. Ngay chỗ đây người ta không viết, nghĩa là ngay chỗ đây là số 1 này. Như vậy là 1 này cộng ngay đây còn là 2 cos x. Bên đây thầy sẽ đặt là gì? Cos x ra chung, bên trong đây còn 1 cộng 2 cos x. Thấy chưa? Bây giờ thầy sẽ chuyển vế và đổi dấu. Như vậy thầy sẽ chuyển cái này qua bên đây, đổi dấu nha. Sin x chia 1. Chứ không phải thấy cái này cái rút gọn chia hai vế, cái này là sai nha. Cos x 1 cộng 2 cos x sẽ bằng 0. Như vậy thầy sẽ đặt là 1 cộng 2 cos x ra chung, bên trong còn là sin x trừ cos x sẽ bằng 0. Đúng chưa? Bằng 0 rồi thì bây giờ thầy sẽ cho 1 cộng 2 cos x sẽ bằng 0 và sin x trừ cos x sẽ bằng 0. Có đúng chưa nào? Như vậy từ đây thầy tương đương tiếp. Như vậy thì ở đây nó ra được là gì? Cos x thầy chuyển cái này qua đổi dấu, nghĩa là ra được là trừ 1 phần, sau đó chia cho 2. Có được chưa? Còn riêng cái sin x, ngay đây thầy làm một bước nữa chứ không các em lại không hiểu. Như vậy chỗ này thầy ra được là 2 cos x, thầy chuyển số 1 qua trở thành trừ 1. Chỗ này thầy chuyển cái cos qua trở thành là sin x bằng cos x. Như vậy từ đây qua đây hiểu chưa nào? Còn sin x cos x thầy chia hai vế cho cos x thì giống như cái bài đợt trước là ra được là tan x sẽ bằng 1. Có đúng không nào? Như vậy chúng ta tương đương tiếp. Như vậy thì cos x mà bằng trừ 1 phần 2, nghĩa là ra được là cos của 2pi trên 3, có đúng không? Còn ở đây tan x sẽ bằng là 1, nghĩa là ra được là tan của pi trên 4, đúng chưa? Như vậy chúng ta tương đương ở đây x nó sẽ bằng, có phải là cộng trừ gì các em, 2pi trên 3 cộng k2pi. Còn x đây sẽ bằng là pi trên 4 cộng cái gì các em, kpi. Tới chỗ đây các em có hiểu nào? Ở đây k thuộc z này. Bây giờ tới đây á, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái nghiệm dương nhỏ nhất của từng cái. Đây là có 3 nghiệm các em nhé. Bây giờ thầy kiểm tra như sau này. Cái nghiệm dương đó là nhỏ nhất của cái họ nghiệm, chúng ta ghi là họ nghiệm tại vì ở đây cái giá trị k ở đây là nó dạng là tổng quát nên chúng ta sử dụng gọi là họ nghiệm, không? X cộng, bây giờ thầy sẽ làm cái dương trước là 2pi trên 3 cộng k2pi. Thì cái họ nghiệm mà dương nhỏ nhất thì chứng tỏ k này phải bằng 0,
ra này bằng 0 chứng tỏ x suy ra x này sẽ bằng là 2π trên 3, có đúng không? Cái thứ hai, nghiệm dương nhỏ nhất của cái họ nghiệm đó chính là x bằng trừ 2π trên 3 cộng k2π. Khi nào các em, nếu cái đây bằng 0 á, thì cái chỗ này ra âm mất, có đúng không? Như vậy nhỏ nhất chứng tỏ này k sẽ bằng 1, tại vì k nó là số nguyên mà, k này sẽ bằng 1, có đúng chưa nào? Như vậy thì từ đây thầy suy ra x này sẽ bằng là âm 2π trên 3 cộng cho 2π. Thầy lấy 2π này trừ cho 2π trên 3 ra, là suy ra x này sẽ bằng là 4π trên 3, có được chưa? Tiếp tục một cái nữa là nghiệm, chúng ta phải kiểm tra thật kỹ như vậy nha, để chúng ta kết luận nghiệm dương nhỏ nhất, không phải đùng đùng vào kết luận liền nữa nha, của họ nghiệm đó chính là x sẽ bằng là π/4 cộng kπ. Thì ở đây á, cái chỗ này đã dương rồi, chứng tỏ k này sẽ là bằng 0, thì từ đây chúng ta suy ra x này sẽ là π/4. Nhưng mà các em đối chiếu ba cái nghiệm là 2π/3 rồi 4π/3, π/4, thì trong ba cái số liệu này thì cái anh π/4 này là nhỏ nhất này, dương mà nhỏ nhất, thì từ đây chúng ta sẽ suy ra nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình đã cho là x sẽ bằng là gì các em? π/4, được chưa? Đây, cái cách giải và phương pháp giải của chúng ta ở bài số 8 cũng rất là hay hả các em ha. Quan trọng là chúng ta phải thuộc công thức và biến đổi một cách linh hoạt để chúng ta giải, để mà ra tìm nghiệm. Sau đó tùy theo cái đề bài mà chúng ta có cái kết luận nó đúng theo yêu cầu của đề bài ha. Đó, ví dụ như ở cái bài này là tìm ra cái nghiệm dương nhỏ nhất của cái phương trình đó, thì các em giải ra ba cái nghiệm này, thì các em đối chiếu thì chúng ta thấy là π/4 là nhỏ nhất, nên chúng ta kết luận nó sẽ là π/4. Ok. Đấy, trong ví dụ như cái bài này là nghiệm dương lớn nhất, thì theo các em là cái nào? À, lớn nhất nó phải là 4π/3, còn nhỏ nhất phải là π/4. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn nhìn thấy là đâu? Đây. π/4. Ok. Ta sẽ đi sang cái bài số 9 nha. Rồi, ta đi sang bài số 9 nha. Nghiệm âm này, thấy chưa? Lớn nhất. Hồi nãy là nghiệm dương nhỏ nhất, bây giờ nghiệm âm lớn nhất của phương trình ở đây là 2 tan bình phương x cộng 5 tan x cộng 3 bằng 0. Thì đối với việc giải này á, rất là dễ. Chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm cũng được, hoặc là cái bài này chúng ta nhẩm nghiệm được. Bây giờ thầy sẽ sử dụng máy tính, thầy bấm cho các em xem này. 2, 5, 3 đúng không? Mod 1, 2, 2 này, 5 này, 3. Như vậy thì tan x bằng âm 1 và tan x ở đây âm 1,5, nghĩa là âm 3/2. Được chưa nào? Cái này nhẩm nghiệm được mà các em, nó dễ, rất dễ. Nên bài này, bài nào dễ thì thầy sẽ làm nhanh, mà cái bài khó thầy sẽ làm chậm. Tới đây thì chúng ta chỉ việc suy ra nghiệm thôi, đúng không nào? Như vậy ở đây chúng ta tương đương ở đây là x nó sẽ bằng là âm π/4 cộng kπ. Cái đây âm 3/2 thì nó không ra giá trị đặc biệt, nên là ra là arctan. Như vậy thì ở đây ra được x sẽ bằng là arctan của âm 3/2 cộng cho kπ. Có được chưa nào? Đó, mà ở đây á, cái anh ở đây người ta yêu cầu là nghiệm âm lớn nhất. Đó nè, nghiệm âm lớn nhất. Đó. Như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta có thể vẽ cái đường tròn lượng giác ra, hoặc là các em sẽ xét nghiệm. Thì các em thấy cái nghiệm âm lớn nhất ở đây đó chính là âm của π/4 này các em. Được chưa nào? Đó, ok. Vậy nghiệm âm lớn nhất là x sẽ bằng là âm π/4 em nhé. Các em có thể vẽ cái đường tròn lượng giác ra, hay là chúng ta sẽ thể thử nghiệm, test nghiệm giống như này của thầy, được chưa nào? Được chưa? Ok.
Như vậy thì nó sẽ là x sẽ bằng là âm pi trên 4 nha. Như vậy đáp án ta đó chính là đáp án B. Được chưa nào? Ok, chúng ta đi sang bài số 10 luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 10 em. Ở đây cái phương trình người ta cho em là 2 tan x trừ 2 cotan x trừ 3 bằng 0 có số nghiệm thuộc khoảng. Nếu mà ở đây ngọt tròn nghĩa là không có dấu băng này. Thì cái bài này á chúng ta làm gần như giống ở cái bài số 6 và bài số 7. Cái việc kiểm tra nghiệm là như thế. Bây giờ mục đích của thầy là sẽ biến đổi để mà giải phương trình này. Sau khi mà ra nghiệm có k rồi thì chúng ta sẽ biện luận và giải như thế. Có được chưa nào? Ok. Hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta có này, tương đương này. Hai tan x cứ để ra đi. Các em nhớ là cotan. Tan nhân cotan thì bằng 1, như vậy cotan này sẽ bằng là 1 trên tan. Như vậy bằng 2 nhân cho 1 trên tan x sẽ bằng 3. Ở đây. Được chưa? Rồi. Thầy đẩy lên để thầy viết cho dễ nhé. Thầy sẽ quy đông. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây là 2 tan bình phương x trừ 2 trừ 3 tan sẽ bằng 0. Thầy sắp xếp lại trở thành là 2 tan bình phương x trừ 3 tan. Thầy sẽ bấm máy tính nha. Đây là 2 âm 3 âm 2 ha. 2 âm 3. Như vậy tan là bằng 2 với tan là âm 0,5 nghĩa là âm 1/2 đúng không? Tan x ta bằng 2 với lại tan x của ta là âm 1/2. Cái đúng chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Ta tương đương chắc chắn là ra arctan rồi nè. X này sẽ ra được là arctan 2 cộng cho gì? KB. Có được chưa? Đó. Và x này ra được là arctan của âm 1/2 cộng KB. Bây giờ nó có hai cách giải nha, nghe thầy nói này. Nó có hai cách giải em. Cách thứ nhất là em sẽ vẽ cái đường tròn lượng giác. Có được không? Cách thứ hai là gì? Chúng ta sẽ thế vào ở trong cái khoảng. Khoảng nào em? Ở đây. Đó chính là âm pi trên 2 với pi. Để các em tìm gì? Để các em tìm k. Tìm k. Nhưng mà theo thầy á, đối với bài này thì các em nên vẽ cái gì? Vẽ cái đường tròn lượng giác để mà chúng ta sẽ nắm nha. Đúng nè. Có cần thầy vẽ để cho các em thấy không? Các em. Cần vẽ không? Rồi thôi để thầy vẽ cho các em một cái để các em xem, chứ không cứ nói đường tròn lượng giác thì em không hiểu gì hết nha. Thầy vẽ nhanh cái đường tròn nha. Sử dụng cơm ba nữa thì nó rất là mất thời gian của thầy. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái đường tròn lượng giác với cái giá trị ở đây sẽ là bỏ lượng sắt ra đây nè. Ở đây là y nè. Đây là x, đây là o này. Bây giờ ở đây thầy sẽ vẽ cái đường tròn. Đường giác với cái giá trị. Ở đây là tan x của chúng ta bằng mấy? Bằng 2. Với lại là tan x của chúng ta bằng mấy? Bằng âm 1/2 đúng không? Đó. Như vậy thì tan x bằng 2. Các em nhìn này. Cái trục hoàn OX chúng ta ở đây. Như vậy ở đây giới hạn đây là âm 1, đây 1. Có đúng không nào? Như vậy thì tan X ta bằng 2 thì chúng ta nghĩ như nào đây? Thì em biết rồi, cái trục tan ở đây là nó song song với cái trục gì đây các em?
cái trục tung có đúng chưa nào. Mà giá trị 2 thì chúng ta đây 1 đây 2 thì chúng ta sẽ căn qua đây, như vậy đây sẽ là 2 này có đúng chưa nào. Còn đối với âm 1 phần 2 thì nó nằm chính giữa đây. Đây nha. Như vậy 1 phần 2 là ở chỗ này. Đúng không nè. Âm 1 phần 2 thì nó sẽ có hai giá trị đối với nhau và cái góc tọa độ O này. Còn đối với cái anh này thì có một nghiệm là ở đây. Đúng chưa nào. Như vậy thì đây chính là tan X này. Ok. Được chưa. Như vậy tổng cộng nó có mấy nghiệm nha em. Ta thấy nó có mấy nghiệm. Ta thấy phương trình có 3 nghiệm thuộc cái khoảng đây là âm bi trên 2 cho tới bi. Được chưa nào. 3 nghiệm em nhé. Rồi, như vậy thì thầy đã kết thúc cho các em ở cái chương 1. Vào trong năm học thì thầy sẽ làm cho các em cái đề kiểm tra một tiết các em nha. Ok, cảm ơn em, bye bye nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay cho em qua cái chương 2 nha. Ok.